Con có chuẩn bị miếng đất rồi. Có đất rồi hả? Đất của mình mua hay là ba mẹ cho? Đất của mình mua. Rồi có tiền cất nhà chưa? Tiền cất nhà thì có một ít rồi. Đó, ngon lành. Ba mẹ có cho thêm không? Em hỏi đi, hỏi. Kìa, ba mẹ kìa. Hỏi. Bây giờ con lấy ba mẹ cho con tiền không? Thở mệt không? Thở có mệt không? Sao thấy thở như vậy? Không chị. Đang rung hả? Không rung chị. Không rung hả? Làm như nó được ba mẹ ép lên đây thì sao? Ngồi sợ như vậy. Ai đăng ký lên đây? Mời nhà chơi. Chào anh trai. Mời đi. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Mình tên là Thành Long, sinh năm 1996. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc của mình là nhân viên văn phòng. Thành Long, tên đẹp ha. Thành Long, làm công việc gì, văn phòng mà làm gì Thành Long? Điều phối và đặt hàng thiết bị. Làm ở Long Thành luôn hả? Em làm tại Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai, nhà Thành Long ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa Đồng Nai luôn. Em ở với ai? Em ở với bố mẹ, với em trai. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ em chào chị Ngọc Lan, con chào chú Quyền Linh. Trời dạ đó. Con chào quý khán giả đang ngồi xem ở dưới và con chào khán giả đang xem qua màn ảnh ạ. Dạ con tên là Huỳnh Hoàng Mai Nhi, năm nay con 25 tuổi, con là giáo viên và con đến từ Bình Dương. Dạy cấp mấy? Dạ dạy cấp 3. Ở Bình Dương là mình ở với ai? Dạ em ở với lại gia đình em. Dạ hả? Là quê Bình Dương luôn? Dạ quê ở Bình Dương luôn. Đó. Thì Bình Dương qua Đồng Nai gần không Thành Long? Cũng gần à. Cũng gần đúng không? Trời sao hiền dữ trời. Ít giao tiếp hơn sao nhát dữ vậy? Long có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Để chơi môn thể thao. Môn gì? Cầu lông với đạp xe. Cầu lông đạp xe rồi gì nữa? Thế rồi anh. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu là hơi nhút nhát. Quá nhát luôn. Nói nhỏ nữa. Đúng không? Chắc ít đi giao tiếp ngoài lắm hả? Không. Nhiều bạn không? Dạ, nhiều anh. Nhiều bồ không? Cũng ít. Cũng ít. Không biết luôn. Thôi được rồi. Dạ con chào chú Minh Linh. Dạ. Cô bên đây lanh lại. Anh bên đây anh hiền khô ngồi cục vậy đó. Bù trừ cho nhau. Đúng rồi. Bây giờ nhà gái nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nào. À, dạ thưa chị Ngọc Lan, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, hòa đồng. Em thích tham gia các hoạt động của xã hội, chẳng hạn như là những cái hoạt động mà làm tình nguyện ạ. Còn về điểm yếu của em thì em có một cái nhược điểm là đến bây giờ thì em vẫn chưa dám một mình lái xe máy ra ngoài đường ạ. Rồi đi dạy đi bằng gì? Dạ nhà chở em tới trường ạ. Trời ơi. Chở 12 năm học, chở đến 4 năm đại học nữa, rồi giờ chở đi làm nữa chứ trời. Rồi mai mốt cái chồng phải chở nữa. Mình phải cố gắng tập đi. Dạ. Thật ra mình không biết lái xe là mình thụ động lắm, nhiều khi bực mình lắm. Không có người khác lái mình khó chịu lắm. Dạ. Không chỉ có học lái xe máy, mình học lái ô tô luôn. Theo chú là vậy đó. Dạ. À, gì thấy cô giáo cũng được rồi đó, chỉ còn cái lái xe nữa thôi. Dạ. Rồi giờ mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ từ trước giờ em chưa có một mối tình nào hết đó chị Ngọc Lan. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Lo học không hà, học xong rồi đi dạy trẻ. Mình có mấy mối tình này Long? Dạ em có một mối tình, em quen nhau được 3 tháng. Quen dài quá. Quen nhau mình có nói yêu cô ấy không? Dạ có. Rồi sao cô ấy có yêu mình lại không? Cũng có. Rồi sao chia tay? Tại không hợp tính cách với lại có người thứ ba xen vào. Ai? Dạ người ấy bên kia. Người ấy bên kia? Là ai mà kỳ vậy? Con trai xen vào hay con gái xen vào? Gì vậy? Có vụ con gái? Con dạ, trai xen vào. À vậy hả? À. Mà quen 3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nắm tay chưa? Dạ rồi chị. Có hôn chưa? Dạ chưa hôn. Tại chưa hôn người ta đó nên người ta mới chia tay đó. Bên kia người ta tấn công cái ta hôn liền. Đúng không? Chết rồi. Vậy sao đi cua con gái được trời? Ông ngồi vậy. Ờ. Ngồi thoải mái coi Long. Hả? Cũng chơi thể thao lắm chứ, mạnh dạn xíu thôi. Bây giờ là nói cho chị Ngọc Lan biết mình muốn tìm người yêu nào để coi chú qua coi bên đây cô giáo giống như ý của con không nha. Muốn tìm người yêu vui như chị. Muốn tìm người yêu vui như chị. Muốn tìm người yêu giống như chị hả? Dạ. Chị dữ lắm đó. Dữ nhưng mà không sao hết, em chịu được. Em chịu được không? Chị dữ lắm, chị hay la lắm đó. Dạ em chịu được chị. Vậy hả? Dạ. Cô gái bên kia không có dữ bằng chị. Cô gái bên đây cười tươi hơn chị Ngọc Lan luôn. 1m5, công việc làm ổn định. Ổn định rồi. Làm giáo viên được không? Dạ cũng được chị. Ừ. Cô bên đây cái gì cũng được hết trơn á. Chỉ có cái không biết lái xe thôi. Long có thể lái xe chở cô này đi được không? Dạ được anh. Chở được mệt không? Thở có mệt không? Sao thấy thở như vậy? Không chị. Đang rung hả? Không rung chị. Không rung hả? Làm như nó được ba mẹ ép lên đây thì sao? Ngồi sợ như vậy. Ai đăng ký lên đây? Em tự đăng ký. Em tự đăng ký hả? Dạ. Hơi thở ổn định không?
Có chị. Rồi, nhát an tâm mà luôn. Sức khỏe rồi. Bây giờ con nghe thấy cảm giác anh mình nói sao? Dạ là một người nhút nhát và hiền lành. Dạ. Hiền lành lắm. Hiền lành. Dạ. Còn mình á, mình muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Con muốn có một người chồng là nhất là không có gia trưởng ạ, một người đàn ông không hút thuốc ạ. Dạ, lại một người vui vẻ, hiền lành, biết quan tâm lo lắng cho gia đình ạ. Dạ, có hút thuốc không? Dạ em không chị. Rồi, ngon lành. Dễ gì, nhìn mặt là không biết hút thuốc, không biết nhậu luôn rồi đó. Cô giáo có cái hình mẫu nào lý tưởng của mình không? Con chỉ muốn bạn nam bên đây là cao 1m65 á chị. Rồi, dạ. 1m65 hơn. Dạ, vậy là được rồi ạ. Chứ em cũng không có đặt ra cho mình một tiêu chuẩn quá cao đâu ạ. Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, cô giáo đi với ai? Dạ thì hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì em đi với lại bà Năm, bà Bảy với lại cô ạ. Dạ. Dạ. Bà Năm, bà Bảy luôn ha. Dạ. Chào các bà. Dạ, có thiếu bà Tám thôi. Rồi xin mời gia đình chúng ta có ý kiến thế nào? Thì hôm nay cũng là một cái nhân viên của cháu. Thì thấy bên Nam thì thấy cũng dễ thương. Thì có nhút nhát thì có nhút nhát, nhưng mà giờ cái mặt cũng hiền lành. Thì thôi cái này là cũng như là cái duyên đi. Trước mắt thì gặp nhau, kế nữa là phải tìm hiểu. Dạ. Rồi, nói chung là bên này cũng thích. Cảm ơn bà Nam. Bà Bảy thấy sao bà Bảy? Đối với bà Bảy thấy hai đứa nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà do hai đứa nó tìm hiểu. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với ba má và em trai ạ. Rồi, có ba má với em trai luôn. MC Quỳnh Linh Ngọc Lan ạ. Dạ. Xin chào nhà gái ạ. Xin chào khán giả trên quay ạ. Dạ cháu. Con chào. Chú là ba của cháu Long. Long thì đặc biệt là nhất là hiền. Rất hiền, ít nói. Nói chung là rất nhạt gái. Cho nó nhát hết luôn á. Rất nhạt gái, không có dám làm quen với bạn gái đâu. Nói chung là quá trình đi học, đi làm cũng vậy. Gái hầu như rất ít bạn gái. Không được lánh le những người khác đâu. Bởi vì anh hiền thì bao giờ cũng là chậm. Riêng đối với cháu gái á, thì nhìn chung về cháu gái thì cũng thấy cũng hiền lành, cũng dễ thương, cũng nhanh nhẹn. Thì bây giờ là nói chung là đến đây là cũng là một cái duyên. Tùy hai đứa mà nếu thấy mà có thể mà đến với nhau được thì nhận nút hẹn hò thì làm quen. Sau này nếu mà được thì hai gia đình đi lại ha. Mình cưới liền không? Nếu được cưới liền không? Mẹ thì mẹ. Nói chung là không có cưới liền, nhưng mà nói chung là trong vòng khoảng năm. Thế nếu mà được thì hai cháu ấy thì tổ chức thôi. Quan trọng là ở hai cháu. Thế còn gia đình thì lúc nào cũng sẵn sàng. Thấy cái vụ này là cô giáo chủ động giùm tôi cái nha. Dạ. Chứ cậu bên kia cũng nhát thiệt luôn á. Chúng nó muốn cái gì là cứ hỏi hết cứ nha hỏi cô giáo nha. Dạ. Rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Đứng lên, nói lớn lên nha, đứng lên. Đi tới. Anh có món quà tặng em. À dạ em cảm ơn anh, dạ em có món quà nhỏ gửi cho anh. Dạ em cảm ơn. Mình mở quà coi bạn gái tặng mình gì. Mốt dáng quá rồi. Đó, đeo qua vừa bụng không? Em vừa ai? Em vừa. Vừa đúng không? Dạ. Hợp rồi ha. Dạ. Trời ơi, vậy ngon rồi. Tối nay đeo gì địch ngủ nha. Rồi cô gái, chủ động nào. Dạ lần đầu anh gặp em thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Anh thấy em dễ thương, hiền và nhanh nhẹn. Lần đầu em gặp anh thì thấy có ấn tượng gì về anh? Em thấy anh là người hiền lành ạ. Dạ nhút nhát dạ. Nếu như mình quen nhau thì em muốn hẹn hò như thế nào? Dạ em nghĩ là hẹn hò vào ngày cuối tuần ạ. Dạ tại vì là ngày cuối tuần thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn ạ. Anh cũng vậy. Tao không biết lái xe đó, có qua chở nữa không? Được anh. Long, tao không biết lái xe đó, nói anh sẽ qua chở em được không? Anh qua chở em đi được không? Dạ được ạ, dạ. Vậy thì chừng nào em có thể cho anh bước tới? Dạ thì trong quá trình mà tìm hiểu, nếu như mà mình hợp thì em nghĩ là khoảng 1 đến 2 năm. Em có về làm dâu được không? Dạ em nghĩ là được ạ. Làm dâu làm gì, nói người ta trước coi được không, người ta chịu không? Em về chăm sóc cho gia đình. Về làm dâu rồi rủ vợ của em rồi có mâu thuẫn với ba mẹ thì mình sẽ binh ai? Dạ em sẽ binh vợ trước. Binh vợ trước. Binh vợ trước hả trời? Dữ chưa? Ai nói người ta hiền được? Ừ. Binh vợ, lỡ ba mẹ giận sao? Ba mẹ giận thì từ từ cũng nguôi giận chị ạ. Phải biết ba mẹ thương đó. Thành ra để thôi kệ, ba mẹ giận thì giận, binh vợ trước. Thì thế nào ba mẹ cũng nguôi ngoai đúng không? Mình phải tìm hiểu coi ai lỗi này kia không? Mình phân tích từ từ thôi chứ binh vợ nhiều, binh vợ quá ba mẹ cũng giận á. Rồi bây giờ đó mình hỏi với bạn gái coi. Về thích để con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Sau này nó trên xa hơn thì em thích mấy đứa con? Dạ từ 1 đến 2 bé ạ. Trai hay gái? Trước cái nào cũng được hết. Anh thì anh thích có 1-2 đứa con, trai hay gái gì đều được. Giờ quan trọng là lấy vợ xong rồi tiền ai giữ? Tiền thì em đưa cho vợ giữ và em giữ lại một phần để tiêu xài cá nhân. Giữ lại một phần là bao nhiêu?
Dạ khoảng 20%. Thôi rồi. Nhiều quá vậy. Thôi được rồi. Bớt bớt lại được không? Dạ không chị. Sao vậy? Sao không được? Sao mà giữ chi tới 20%? Tính làm quỷ đen hay gì? Dạ thôi nói hồi nó lên đang xong bây giờ đó. Đây nắm tay đây. Dạ. Nhìn thẳng cô gái coi, em thấy cô gái này sao? Em thấy bạn ấy dễ thương. Dễ thương hả? Chưa nhìn luôn á. Chưa thấy nhìn luôn á. Em thấy bạn ấy dễ thương, đẹp. Có hát bài tặng cô ấy không? Dạ em không biết hát anh. Em đi làm từ sáng tới chiều tối hả? Ở cơ quan tối mới về hả? Dạ đúng rồi em. À rồi thí dụ đi bây giờ có vợ về rồi tới cơ quan gặp cô nào của cô em rồi em chịu không? Dạ không anh. Sao vậy? Em chỉ có duy nhất một cái đó là vợ của em thôi. Ủa cô đó đẹp hơn vợ em sao? Cũng không luôn à. Dứt khoát là chỉ vậy với vợ thôi đúng không? Dạ đúng rồi em. Bây giờ là ví dụ cô này chưa làm vợ của em, chỉ mới là người yêu thôi. Rồi có mối khác ngon hơn rồi sao? Em cũng vẫn không thay đổi chị. Chắc lắm rồi. Bây giờ có chuẩn bị tiền đám cưới chưa? Em có chuẩn bị miếng đất rồi. Có đất rồi hả? Đất của mình mua hay là ba mẹ cho? Dạ, đất của mình mua. Rồi có tiền cất nhà chưa? Dạ, tiền cất nhà thì có một ít rồi. Đó, ngon lành. Ba mẹ có cho thêm không? Dạ, em hỏi đi, hỏi. Kìa, ba mẹ kìa. Hỏi. Bây giờ con lấy ba mẹ cho con chuyện không? Dạ. Rồi, được rồi. Bây giờ về vị trí đi nào. Rồi, Long để tay vô đây. Kìa, để tay đây. Giỏi lắm á, làm có tiền mua đất luôn rồi đó. Nãy giờ hai bạn đã trao đổi với nhau cũng khá nhiều rồi, cũng đã hiểu một chút nào đó về nhau rồi. Phần còn lại là quyết định ở hai bạn. Chúng tôi không quyết định thay được. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ về những lời chúng ta đã tâm sự với nhau, về cái cảm giác khi mà chúng ta nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, xem đó có phải là một nửa yêu thương mà mình đang đi tìm hay không. Nếu có chúng ta hãy bấm nút, còn nếu không thì chúng ta không bấm nút. Và khi bấm nút thì hai bạn phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm 1, 2, 3. Hết thời gian. Em cố bấm. Chị chờ. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi đó. Nắm thế này là Long. Đó. Thấy chưa? Đó. Vui không? Dạ vui anh. Đó giờ chưa hôn gái lần nào đúng không? Chưa. Đây là nụ hôn đầu tiên. Hết dữ lắm luôn á. Thấy làm sao? Thấy sao? Bình thường. Hình như chưa trúng hay sao? Trúng chưa? Trúng chưa? Dạ rồi. Thôi chúc hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau nha. Dạ. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Có vợ ngay thôi gần 3 năm rồi. Em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có một bé trai 14 tuổi. Còn ưu điểm của em thì là cũng biết quan tâm, nhất là gia đình, với lại cũng biết nấu ăn ạ. Ưu điểm em thì có thể tự lập, mình làm sao mình có thể lo được này nọ, ăn uống hay là chăm sóc sức khỏe này nọ của mình. Nhiều khi em nhậu có những hút thuốc này nọ vậy thôi. Cái đó mình có bỏ được không? Đó em thì được. Em không thích. Hút thuốc thì bỏ được, còn như nhậu thì lâu lâu đám tiệc thì mình dùng ít được. Dạ. Em cũng đã từng gãy gánh rồi. Và 10 năm nay em cũng không quen ai hết. Nên em cũng rất là sợ. Mình phải tìm hiểu cho kỹ. Em cũng không có muốn là bị gãy gánh thêm một lần nữa. Xin được mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Rồi mời cô gái với chúng ta giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Dạ em tên là Thảo. Em năm nay 38 tuổi. Em thì quê gốc ở Quảng Bình. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở đây ạ. Thảo làm công việc gì? Dạ em làm bên giảng viên phun xăm ạ. Ở quận mấy? Dạ lúc trước thì em làm ở bên quận 1. Nhưng mà hiện tại thì em cũng mới nghỉ đang. Ủa Thảo làm gì Thảo? Giảng viên. Dạ giảng viên phun xăm ạ anh Quyền Linh. À mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các bạn xem đài và trường quay. Em Nguyễn Trung Việt, sinh năm 84, đang làm ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì? Làm bên nhôm kính. Hả? Nhôm kính. À nhôm kính, cửa nhôm kính này kia đó hả? Rồi mời nhà gái cho tôi biết ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ khuyết điểm của em là nhát ở trước đông người ạ.
mình làm giảng viên mà mình nhát trước đông người. Dạ đúng rồi, em dạy thì thường là một lớp nhiều khi cũng 20-30 bạn á, nhưng mà gặp chuyên môn. Dạ đúng rồi, dạ đúng chuyên môn vì mình không có sao, nhưng mà gặp như là quay chương trình này thì em bị run và với lại cũng kiểu như là hay bị bít ướt á, là hay dễ bị xúc động. Dạ. Còn ưu điểm của em thì như là cũng biết quan tâm, nhất là gia đình, với lại cũng biết nấu ăn ạ. Nhà gái của chúng tôi như vậy đó ạ. Mời nhà trai. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm em thì có thể tự lập, mình làm sao mình có thể lo được này nọ, ăn uống hay là chăm sóc sức khỏe này nọ của mình. Nhiều khi con em nhậu có những hút thuốc này nọ, vậy thôi. Có nhậu thuốc nữa, khuyết điểm ha. Dạ. Thôi, mình đường tình duyên mình sao? Dạ, em có vợ ngay thôi gần 3 năm rồi. Lấy vợ được, ở vợ được mấy năm? Ở vợ được gần 1 năm. Gần 1 năm thôi? Dạ. Có con chưa? Chưa. Lý do sao chia tay vậy em? Trước thì cưới vợ trễ, cũng người lớn may mối này nọ rồi, cũng chưa có lâu rồi. Sau này thấy cũng được rồi, cưới sao về không hợp rồi chia tay. Mời nhà gái. Đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có con? Em có một bé trai 14 tuổi. Bây giờ là bé ở với ai? Dạ bé ở với lại ông bà nội với ba. Hai bên đều có gia đình hết. Bên kia có đứa con mà ở với ba rồi ha. Vậy thì hai mình là có thể thoải mái, tự do, không có ràng buộc gì hết. Mình giấy tờ ly hôn xong hết chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Rồi em trai? Em xong hết rồi. Xong hết rồi. Bây giờ em muốn tìm một người yêu thế nào? Một người bình thường, giống như là hiền, biết lễ phép với ông bà, cha mẹ, với đừng có ràng buộc quá, kịp kiểm tra này quá. Không cho người ta kiểm tra luôn. Có vừa thôi. Mà mình có minh bạch không? Có. Minh bạch là được, minh bạch là người ta không kiểm tra đâu. Rồi đó là mong muốn của anh, còn cô gái của chúng ta thì thế nào nè? Dạ em thì mong muốn kiếm một người không có gia trưởng, lại có công việc làm ổn định, với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Mình có hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ giống như anh Quỳnh Linh. Khó có lắm. Nhiều lắm á, bạn phát hiện ra thôi. Nhiều người giống Quỳnh Linh lắm á. Thôi chào em gái. Dạ em chào anh. Dễ thương quá. Thật ra thì dạng như người Linh á nhiều lắm, nhưng mà có điều mình không phát hiện á thôi. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ phát hiện ra này, cao hơn người Linh không, trai hơn nè, trẻ hơn nè, đúng không? Nhưng mà hơi hiền đúng không? Dạ. Quá. Bỏ thuốc uống rượu được không? Giảm từ từ. Bỏ luôn được thì tốt anh ha, tại vì nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Hôm nay em đi với ai? Em đi với người em rể. Em rể. Rồi chào em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, và dạ, nhà gái và khán giả trong trường quay. Em tên là Đoàn Nhân Hậu, là em rể của anh Thanh Việt. Đến đây cũng muốn là anh Việt sẽ kiếm được một người vợ. Thấy cô này sao? Em cảm thấy chị này hiền, nói chuyện chững chạc, chung cũng hợp với anh lắm á anh Việt. Em muốn anh này kia bấm nút. Cảm ơn anh. Còn cô gái của chúng ta đi với ai? Dạ em đi với gì em với em gái. Dạ. Chào gì? Chị thấy sao gì? Chào chú Quỳnh Minh, chào cô Ngọc Lan, chào bên đằng trai và chào tất cả mọi người trong sân quay. Em là dì của Thảo. Thì lên đây là một cái duyên rồi. Thì cố gắng hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn dì. Rồi, chúng ta sẽ cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Việt. Chào em, anh có món quà tặng. Cảm ơn em món quà tặng anh. Rồi bây giờ mình ngồi đối diện nói chuyện đi. Là hiện tại anh đang sinh sống ở đâu ạ? Giờ anh đang làm ở Hóc Môn, thành phố. Dạ, nhà anh thì ở dưới Long An. Nhà anh ở Long An. Dạ. Hóc Môn là ở khúc nào anh? Môn ở ngay Đông Thạnh, gần chợ Đông Thạnh. Em ở gần đây à? Em ở Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Tân Bình lên Hóc Môn gần đấy. Dạ. Em ở đường Cộng Hòa, Tân Bình. Rồi cảm nhận các bạn gặp nhau thế nào? Nói cho nhau nghe đi. Anh gặp em, anh thấy em sao ạ? Thì đầu tiên thấy em nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, cũng hiền, dễ thương. Chóc dáng cũng cao, xinh quá. Nãy em nghe không rõ là anh có hút thuốc hay là với lại... Đúng rồi, có hút thuốc. Cái đó mình có bỏ được không? Đó em thì được. Em không thích. Hút thuốc thì bỏ được, còn như nhậu thì lâu lâu đám tiệc thì mình dùng ít được. Dạ. Rồi bây giờ tương lai thì sao?
Em trai hỏi đi, còn bao lâu mình bước tới được? Thì em thấy như nếu mà mình quen nhau thì thời gian nó bao lâu thì có thể tiến tới được. Cái này thì để mình tìm hiểu coi thấy là nếu mà được thì cũng tùy theo lúc đó nữa, nếu mình tìm hiểu được. Em cái này em cũng không có dám hứa là bao lâu, tại vì em cũng đã từng gãy gánh rồi và 10 năm nay em cũng không quen ai hết, nên em cũng rất là sợ mình phải tìm hiểu cho kỹ. Em cũng không có muốn là bị gãy gánh thêm một lần nữa. Vậy thì á là em hãy nói cho nhà gái biết á, em đã chuẩn bị cho gì cho cuộc hôn nhân này rồi ha. Dạ. Đó, em lấy vợ về ở đâu, định hướng thử xem. Thì giờ để hỏi vợ, như vợ bây giờ là lập nghiệp ở đây luôn hay là về quê ở? Dạ, nếu cái công việc của em thì ở đây thì nó sẽ tốt hơn. Em cũng sống trước giờ ở trong đây à, nó cũng quen rồi, mà em cũng chưa biết, em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ đi về một tỉnh nào hết. Cái đó là em chưa có suy nghĩ tới, thì cũng chưa có biết được. Nếu mà một người nào đó mà thấy ok được, em cảm nhận được á, thì lúc đó có thể là mình suy nghĩ lại, tính lại. Nếu muốn lập nghiệp đây thì như anh làm trên đây cũng được, chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng ở đây á, là bây giờ nhà cửa làm sao? Anh có chuẩn bị gì, đất đai nhà cửa gì chưa? Em có nền nhà ở Đồng Nai, nhưng mà không, sau này không ở thì sau này bán về đây mình mua chỗ nào mà xa xa rẻ rẻ, từ từ mình gom tiền mua thêm. Đồng Nai là ở đâu? Đồng Nai, Nhân Trạch, Đồng Nai. À, được đó. Nhân Trạch thì sắp sửa bắt cây cầu qua rồi. Thật ra ở Nhân Trạch khi bắt cầu thì đi qua lại rất là nhanh luôn. Vậy là cũng có chuẩn bị hết rồi. Rồi bây giờ là lấy vợ về có phải làm dâu làm gì không hay là sao không? Giờ mình làm được ở đâu mình ở đó luôn, chứ không cần phải làm dâu. Mà em hỏi bên kia có ghen không? Em có ghen nhiều không em? Dạ, nói chung thì nếu mà đã yêu thì sẽ có ghen ạ. Nhưng mà em nghĩ là sẽ lớn là cũng có kiểm soát được. Chứ em đã nghĩ một khi mà đã yêu là sẽ có ghen. Anh sợ kiểm soát lắm á. Anh này là anh sợ nhất là kiểm soát. Điện thoại sao? Có cho người kiểm soát không? Được, điện thoại thì coi thoải mái, đâu có gì đâu. Em nghĩ nếu mà mình không có gì hết thì không sao. Bây giờ mình trong sạch thì đâu có ai kiểm tra, hay là không có gì mờ ám thì em nghĩ rằng là không ai kiểm soát vậy. Còn tiền bạc sao? Kinh tế ai giữ? Thì làm thì tiền gửi vợ giữ thì nọ ấy, mình chỉ giữ ít, mình xài đổ xăng này nọ đi tới lui thôi, chứ giữ nhiều cũng xài hết. Rồi bây giờ chỗ bước đó, tới chi tiết đó là được đó nghe. Bước tới nắm tay cô gái đi. Đó. Lạnh quá. Anh cảm nhận về cô gái này như thế nào khi mà anh đã nắm tay cô gái ấy? Thấy cũng nhìn cảm giác hiền với cũng chân thành, thấy cũng thích. Nếu được em làm vợ thì sau này anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em, để em không khổ như những thời gian nào đó. Rồi chuyện con cái. Con cái em sanh một hai đứa. Cái này anh có bé nào chưa? Chưa. Dạ. Thì nếu mà tiến tới được thì một bé hai bé gì cũng được ạ. Tại em cũng lớn và em chỉ sợ là mình có sanh được nữa hay không thôi. Thì tới đó đi, một đứa hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi bây giờ mình hát một bài để mình tỏ tình với cô gái đi, cho mình đỡ run nữa. Rồi em hát không được, nhát lắm chị. Vậy giờ cô gái, mình hát một bài cho chàng trai đỡ run. Em mà còn run hơn. Bây giờ mình lấy kim ra mình xăm cho chàng trai. Dạ cái đó được. Dạ cái đó được, làm một tặng một được ạ. Rồi em trai, em thấy cô gái làm phun xăm vậy á, mình có hỗ trợ gì được em gái không? Có thích cái nghề đó không? Không thì nghề thật thì cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Nhiều người yêu nghề thật mà, mình làm giống như là cái yêu nghề cũng có tiền nữa mà. Em là làm về phun xăm chân mày, xăm môi hay? Dạ đúng rồi ạ. Mày môi á chị. Dạ. Về em coi môi ảnh xăm được không? Dạ được ạ. Rồi thôi hai bạn về ghế đi cái nào. Bữa nào anh ghé anh phun xăm môi. Dạ nếu mà anh Quỳnh Linh xong thì cho em sẽ khuyến mãi. Một tặng một. Xăm môi dưới tặng môi trên á. Dạ không, anh Quỳnh Linh thì chắc là em tặng má hồng, không thì lông mày vậy đó cũng được. Vậy đó hả? Dạ. Xăm má hồng đúng không? Đường Lan. Được nha, lúc nào má cũng ửng ửng đỏ, ta tưởng xỉn đó. Rồi. Bây giờ thì hai bạn để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta đưa ra quyết định nha. Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan, hai anh chị sẽ đưa ra quyết định của mình ha. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Tại sao vậy em? Dạ tại vì em thấy cũng em cũng có nhiều điểm em chưa có ưng lắm. Là chưa có hợp nhau. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hút thuốc, thấy chưa? Hút thuốc không có tốt rồi đó. Giờ muốn kiếm vợ bỏ thuốc trước cái đi. Yeah. Nhiều chàng trai trên đây cũng vì hút thuốc mà mất bồ đó. Em thì nhậu thì có thể được, nhưng mà hút thuốc em không thích lắm. Thấy chưa? Chỉ có vậy thôi. Thôi giờ xin số điện thoại đi,
Chừng nào bỏ thuốc được liên lạc rủ cà phê biết đâu được ha. Dạ, cũng có thể làm bạn á. Có thể làm bạn với nhau. Hẹn ăn trưa rất vui được gặp lại quý vị khán giả vào lúc 18 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Rất cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta cũng rất là nôn nao để có thể được gặp nhau và đặc biệt là gặp những nhân vật chính của chương trình. Những nhân vật mà vì một lý do gì đó nhưng vẫn tin vào tình yêu, vẫn rất là mong muốn tìm được một mảnh ghép còn lại để cùng với mình tạo thành một cặp đôi và đi đến tương lai. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với nhân vật chính của chương trình. Vì một lý do nào đó nghe thấy ghê quá vậy. Ok, 3, 2, 1. Quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta rất là mong muốn nôn nao để có thể được gặp lại nhau. Vì ở đây sẽ có những nhân vật chính mà làm cho chúng ta tin rằng là chúng ta dù cuộc sống có khó khăn hoặc là dù bao nhiêu những cái tình huống ở ngoài kia thì con người vẫn không quên tin vào tình yêu, vẫn mong muốn được kết nối với một ai đó và cùng đi về tương lai. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ có một cái nỗi nôn nao y chang như vậy. Và nhân vật chính của chương trình thì đã ở đây rồi, cho nên ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với nhân vật chính. Ngay bên cạnh Nhi A thì nhà trai đã ngồi sẵn vào trong ghế rồi. Vậy thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ phải mời nhà gái thôi. Dạ, em tên Vương Ngọc Tài, em sinh năm 92. Em đến từ quê em đang ở Bình Định, còn em đang ở Bình Phước, đang làm việc tại Bình Phước luôn. Ngọc Tài sinh năm 92, 92 là năm nay ba mấy? 31. 31 tuổi, dạ. Quê ở Bình Định nhưng mà làm việc ở Bình Phước, dạ. Có khi nào mai mốt mà hai người hẹn nhau xong hẹn hò về Bình Dương ở chung cho vui không? Còn có thêm gì? Bình Dương cũng có khu công nghiệp mà anh đó. Biết đâu chừng thôi, phải chuyện đó để tương lai tính đi ha, dạ. Rồi. Bây giờ mình có điểm mạnh gì nè, mình trưng trổ, mình giới thiệu với bên kia nè. Trước giờ thì em chỉ có giao tiếp thì được tí thôi. Được một tí? Dạ. Là do mình tự thấy mình được một tí hay là người ngoài nhận xét là mình giao tiếp tốt? Dạ, thì người ngoài khách hàng là cũng hay nói vậy chị. À, vậy công việc của mình là gì? Dạ, em bên sale, bên có thị trường. Nhưng mà cái sản phẩm mình sale là sản phẩm gì á Tài? Dạ, em bên Yến Khánh Hòa. À, bán Yến đúng không? Dạ. Rồi. Mình thấy là mình giỏi giao tiếp. Mà mình giỏi giao tiếp thì tại sao mình chưa có người yêu? Dạ chắc số chưa tới chị. Số chưa, trước giờ đã yêu chưa? Dạ trước giờ thì có yêu một lần nhưng mà điều kiện gia đình không cho phép cho nên chắc là... một lần không? Chắc 31 tuổi mà nói một lần em tin được Tú. Dạ. À, ông trời ơi, chưa gì chưa có kéo cái này ra luôn mà tin người ta rồi. Cưng quá. Mà cái mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ được hơn một năm vậy.
hơn một năm. Điều kiện không cho phép có nghĩa là sao em? À, khi đó thì gia đình của em cũng điều kiện kinh tế chưa có. Cho nên là phía bên bạn gái thì muốn con đi nhập học. Đó là thôi em chủ động rút lui để cho bạn có tương lai. Dạ, có thể mình chủ động rút lui. Tốn bao nhiêu thời gian để tạm yên ổn sau chia tay? Không, lòng không còn đau nữa. Chắc cũng lâu đó chị. Lâu là bao lâu? 4-5 năm. 4-5 năm. Trời, em có ngại một cái người con trai nặng tình không Tú? Rồi vậy thì mình thì sao nè? 27 tuổi tình trường của mình thế nào? Dạ thì chị em có hai mối tình. Một mối tình hồi sinh viên thì cũng chưa có sinh viên sâu đậm hết. Còn mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Cũng hai gia đình cũng gặp và chị cũng nói chuyện. Nhưng mà sau đó thì cũng thể không có hợp nhau lắm nên là cũng như là điều hợp. Không hợp là yêu nhau 2 năm để rồi nói một câu là mình không hợp nhau. Thì bây giờ mình gạt đầu dòng đi, cái không hợp nhau đó là cái không hợp gì? Dạ, hai gia đình có thể là con hỏi nó có nhiều điều tức. Và qua cái quá trình mà tìm hiểu sâu hơn khi mà để con chuyển đổi thì mình mới tìm hiểu sâu hơn được nhau. Cũng có một số cái không có được hợp nhau. Và mình dừng lại. Bên đây tốn 4-5 năm để rời khỏi một cái mối tình, rời khỏi nỗi đau của một cái cuộc gọi là chia tay. Còn em thì tốn bao lâu? Dạ, từ cái năm trước đó, thì em với bạn đó thì cũng gọi là đau khổ nhiều. Xong rồi năm trước là bên này chung là cũng không hay để cũng khóc. Thì như vậy thì cũng có một cái thời gian nó, nhưng mà một khi mà đã định chuyển hết rồi đó, thì hai người buông tay rất là nhẹ nhàng. Có nghĩa là lúc mà mình dần dai thì mình cảm thấy nó đau khổ, nhưng mà khi đã đưa ra quyết định rồi thì mình rất là quyết liệt, đúng không? Rồi, vậy thì hồi nãy mình chia sẻ đó Tài, là vì những cái khó khăn kinh tế nên mình phải rút lui. Vậy thì bây giờ đánh giá tình trạng kinh tế của mình bây giờ nè, với cái thời điểm đó thì mình thấy nó khác nhau chưa? Dạ, cũng đỡ được hơn nhiều rồi chị. Hơn nhiều luôn á hả? Nhiều đến mức mình tự tin để mình có thể lo cho một cái người bạn gái và cũng có thể là bạn đời của mình sau này không? Dạ, được chị. Được đúng không? Rồi, nói chuyện gọn ghẽ, mạnh mẽ, gọn gàng như vậy luôn. Rồi, vậy thì cái yếu điểm của mình là gì? Nếu như mà em chỉ nghĩ là được có đúng một cái ưu điểm là giao tiếp tốt thôi. Nói chung là em tính em trước giờ em không có quen, cho nên là em chả biết mấy bạn chắc thấy em nhạt. Nhạt, mình thấy là nhạt là một cái khuyết điểm của mình. Còn gì nữa không? Ví dụ nhậu nhẹt nè, rồi mà nhát gì thì chắc cũng không có gây gút gì ha. Ông bà mình nó có tứ đổ tường đó, thì trong cái tứ đổ tường đó thì mình có dính cái nào không? Bộ môn đó em không dính môn nào chị. Em dính môn thứ năm không? Em chỉ khoảng môn lâu lâu đi chơi, đi dạo bằng xe máy thôi. Thích đi chơi bằng xe máy? Dạ. Vì sao? Là quanh năm rồi, một năm có 1-2 lần em đi chơi. Đi chơi bằng xe máy là ý em là mình đi phượt đi luôn đó hả? Dạ, phượt thì em không dám nói. Ừ, nhưng mà đi một lần vậy là mấy ngày? À, tùy chị, có hôm là chiều thứ bảy em đi, chiều chủ nhật em về. Rồi mình đi đâu, ví dụ đi leo lên xe máy là thường mình muốn đi đâu? Thường em hay đi biển chơi chị. Đi biển, rồi đi bên đây thiết. Bên đây là quê Đắk Lắk, là quê núi vậy thì có thích biển không? Có thích biển. Rồi có thích đi biển bằng xe máy không? Dạ có. Rồi, về công ta cũng đường đường ha. Điều này có nghĩa là em có tự nhận em nhát gái không Tài? Có chị. Là em tự nhận hay người ta nói cho em nghe? Ai cũng nói hết chị. Ai cũng nói đó. Em có muốn khắc phục điều này không? Dạ, chắc có. Cũng chắc có. Rồi Ngọc Tú, Tú, em sẽ thích một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em thích người bạn trai là có bản lĩnh, tức là họ vui vẻ, hòa đồng. Còn người ngoại hình thì em cũng hy vọng là cao, to, đen nhưng mà không hối. Cao to đen không thôi cao nhiêu? Dạ từ mét bảy trở lên. Em còn mét 6 mấy nữa, 6-7 à? 6 mấy chắc không, 6-6-3 được chắc đó chị. Rồi nặng nhiêu, to mà? Dạ nặng thì cũng vừa phải là được chị. Dạ vừa phải là tầm nhiêu? Tầm 70 là ngoại hình như cũng không quan trọng lắm. Rồi mình thích sự rắn rỏi mạnh mẽ của một người con trai đúng không?
à, đã làm rồi còn thu nhập rồi thì mình có kỳ vọng không? Dạ, thu nhập thì em cũng hy vọng là bạn ấy có thể lo được chỉ cho gia đình ạ. Và giúp em có thể lo cho gia đình của hai bên. Của hai bên luôn hả? Em có thấy dễ chịu khi mà mình phải báo hiếu cho tứ thân phụ mẫu không, nếu mình có vợ? Cái đó thì em ok chị. Đấy thì em cũng có một mẫu bạn gái là biết chăm lo cho gia đình hai bên. Biết chăm lo cho gia đình hai bên. Vậy nữa là bạn gái mình về mình làm vợ mình thì có làm dâu gì không nè? Hiện giờ là sinh sống chung với ai? Dạ em thì ở quán bán em thôi. Quán thằng em, em trai em. Thì em ở đâu cũng được. Em trai có vợ chưa? Dạ chưa chị. Vậy nếu như mình có vợ là má có yêu cầu là con dâu vợ ở chung với má không? Dạ không. Không. Muốn ở đâu đó ở. Dạ. Tú thì sao em? Có sẵn sàng với việc ở chung với người lớn không? Dạ, em vẫn hy vọng là ở riêng nhưng mà chắc chắn là sẽ chăm sóc để cho hai bên em. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ thử hình dung. À hồi nãy Tú chưa có nói điểm mạnh, điểm yếu, đợi gì. Vậy thì còn bản thân em thì Tú em sẽ nhận thấy là mình, nếu tự đánh giá thì mình thấy là mình có điểm mạnh gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Em rất là dễ thích nghi với môi trường mới. Còn điểm yếu thì có thể do công việc của em nó khá là chi tiết và cẩn thận nên là em cũng hơi là khó tính. Với lại là cũng lâu lâu cũng cần ràng xíu. À, càng ràng xíu là bao lâu, là một buổi hay một ngày? Cái gì mà nó khó chịu thì em cũng cần ràng nhá. Nhưng mà bạn ấy trao đổi lại cái lý do bạn ấy làm như vậy là đúng. Thì cả hai bên đều vui vẻ. Em có ngại một người bạn gái càm ràm không? Là cái... nhai hoài luôn á. À, cái đó thì chắc không đó chị. Nhà má em cũng hay la vậy đó. Ủa em vậy là mình đồng nhất luôn là má với bạn gái mà gọi là giống nhau cũng được không sao hả? Không, má em ở nhà là cũng hay la hoài à. Ý em là mình đã được tôi luyện qua người má rồi đúng không? Là má đã tập cho mình cái sự chịu đựng rồi đúng không? Dạ. Cũng được ha, cái cũng lý tưởng đó Túc. Rồi. À, vậy thì cái việc mà mình nói là mình rất là dễ thích nghi thì em có nghĩ là việc mà mình thay đổi chỗ ở để mình di chuyển tới một cái nơi khác mà thuận lợi cho công việc của người còn lại thì em cũng sẵn sàng không? Dạ, lúc đó có lẽ hai bạn sẽ cùng trao đổi nhau để không phải có thể phát triển được cho cả hai bên. Bởi vì em cũng muốn hy vọng là công việc của em và bạn đó đều phát triển lên. Thế là phải cả hai đều có những cái cơ hội cho riêng bản thân mình trong sự nghiệp ha. Nói chứ phải win-win và hai bên cùng thắng chứ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cho vậy thì bây giờ hai bạn sẽ thử cái trực giác của bản thân mình coi là mình có thể xác định được rằng nãy giờ mình đang nói chuyện với một người qua một cái tấm vách thì họ sẽ có cái hình dáng, họ sẽ có cái nhân dạng như thế nào hay không ha. Chương trình sẽ cho các bạn ba tấm hình ở trên điện thoại. Và các bạn cứ lướt và nhìn ngắm cho thật là kỹ. Mình chọn người nào thì mình sẽ dừng lại ở cái hình đấy. Ok. Rồi. À, Tài sẽ được nhận 4 tấm hình của một bạn, của 4 bạn nữ. Em cũng sẽ được nhận tấm hình của 4 bạn nam. Và bây giờ thì mời các bạn. Tài em để lên đây nè. Để anh quay phim dễ lấy hình đó. Ok. Đó đi em, ví dụ như là giọng nói nè, rồi âm lượng nè, rồi kiểu dân làm sale đó, các bạn bán hàng rồi đó, giao tiếp cũng được chút đỉnh đó, những gì nãy giờ mình có về đối phương. Rồi, đối phương bên đây thì nãy giờ nghe giọng nói con gái người ta thì thấy người ta làm sao nè, mình ước lượng thử nha. Các bạn còn 15 giây để dừng lại ở một cái hình mà các bạn nghĩ rằng đó chính là người ấy. Chuẩn bị. Em chịu rồi. 5 4 3 2 1 Mời các bạn cho đáp án. Rồi. Một người, hai người. Bây giờ các bạn không có cần phải lên tiếng.